Giới thiệu với các bạn là các cái loại trục lắp thay thế cho cầu điện, cầu xăng nhé. Ở đây thì có tất cả các cái kích thước khác nhau. Đây là lắp 6 răng này, tim ốc 8 x 11 này. Đấy. Và loại lắp dành cho cầu 5 ốc này. Đây. Lắp này là lắp dành cho cầu 5 ốc này. Nắp dành cho cầu 5 ốc thì có các loại là 50cm này, 55 này, 63 này, 68 này. Còn là nắp 4 ốc thì có các loại là 36, 40, 45, 48, 59, 64 và 69. Kích thước thì được đo đến đầu mặt này các bạn nhé. Kích thước thì được đo đến cái đầu mặt này. Đối với cái loại này thì đi kèm thì vòng bi luôn, thì kích thước cũng được đo đến cái mặt này, từ đầu trục được đo đến cái đầu mặt này nhé. Tim ốc này là 81 này, khoảng cách từ mặt này đến vòng bi là 5cm này. Đấy, vòng bi này là vòng bi vòng bi này là vòng bi 6206 các bạn nhé. Vòng bi 6206 là nó đi kèm vòng bi luôn. Cái này nó theo tiêu chuẩn rồi. Đấy. Thì một số các cái kích thước này như vậy. Thì hầu như là các bạn thay thế thì cứ mua cái loại này, bên em có các cỡ như thế nhé. Đấy, các cái kích thước thì bên em có để ở đây. Đấy. Các loại trục này.